Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hồng Phim. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng với chúng mình đi tìm hiểu xem ngày hôm nay có những bộ phim nào hay và mới nhất nhé. Bộ phim truyền hình Lully nổi bần bật đã giúp cho danh tiếng của nam nữ chính là Thành Nghị và Viên Băng Nghiên tăng cao. Cả hai cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng. Dù phim đã đi tới hồi kết khá lâu, nhưng nhiều khán giả vẫn nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của đôi nam nữ chính trong phim. Cũng nhờ những hình ảnh ngọt ngào trong Lưu Ly mà Thành Nghị và Viên Băng Nghiên đã thu hút về rất nhiều fan couple. Gần đây, ekip của Lưu Ly đã tổ chức fan meeting và dàn diễn viên trong phim đều có mặt. Trong fan meeting lần này, tần số tương tác qua lại của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên có lẽ rơi vào con số không tròn chỉnh. Nam chính của Lưu Ly thậm chí còn đứng xa nữ chính. Tuy đứng kế bên nhau, nhưng khoảng cách của hai người họ lớn như một dòng sông. Không ít cư dân mạng đều nói rằng Thành Nghị đã làm tổn thương trái tim của fan couple của Lully. Sau chuyện né tránh, không đụng chạm hay tương tác với Viên Băng Nghiên thì Thành Nghị đã mất lên tới 60.000 fan và số lượng người bỏ theo dõi anh sẽ ngày càng nhiều hơn. Cũng thông qua buổi fan meeting lần này, nhà sản xuất phim cũng đã nói lên lời cảm ơn của mình. Cảm ơn mọi người đã yêu thích Lully trong mùa hè này. Hẹn gặp lại vào Lully phần 2 nhé! Nhiều cư dân mạng cho rằng Lully sẽ không thể tiếp tục có phần 2. Nhà sản xuất có lẽ vì muốn tạo không khí vui vẻ nên mới tùy tiện nói như vậy. Họ cho rằng xem tình cảnh fan meeting vào tối 20 tháng 9 đã hiểu tình hình như thế nào rồi mà còn làm phần 2 làm gì. Viên Băng Nghiên trước đó từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu Lully có phần tiếp theo thì cô cũng không đóng vì trong phần 1 cô đã hành hạ Tư Phượng nhiều kiếp rồi. Nếu cô tiếp tục hành hạ Tư Phượng nữa thì mọi người sẽ không thích xem. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đều chẳng mặn mà với dự án này. Lý do là bởi vì ngay sau khi phim kết thúc, Thành Nghị đã có thái độ né tránh bạn diễn Viên Băng Nghiên. Trong suốt buổi livestream ở đêm hội, Thành Nghị cùng bạn diễn không có tương tác nổi bật nào, cả buổi dường như chẳng để mắt tới nhau lấy một lần. Viên Băng Nghiên còn không có thời lượng lên hình nhiều bằng các thành viên khác. Ngoài ra, cô cũng ít góp mặt trong các trò chơi và hoạt động chung. Điều này khiến Thành Nghị bị ném đá dữ dội, mất 60.000 fan chỉ trong một buổi tối. Không biết cư dân mạng tỏ ra thương cảm Viên Băng Nghiên vì cô bị nhà sản xuất vứt bỏ không thương tiếc. Phim chưa hết mà thái độ giữa nam nữ diễn viên chính đã lạnh nhạt như vậy, thì Lully mỹ nhân sắt không cần phải có phần 2 làm gì. Không chỉ như vậy, Triệu Anh Tử, nữ chính Trường An Nặc, đang đóng cặp cùng với Thành Nghị cũng bị réo tên. Sau hàng loạt bê bối của Triệu Anh Tử, Nhu lên tiếng phản pháo fan cặp đôi Thành Nghị Viên Băng Nghiên, lộ ảnh hẹn hò với Hồ Nhất Thiên, cô bị nhiều cư dân mạng ghét bỏ. Vào ngày 17 tháng 9, Triệu Anh Tử gây chú ý khi đáp trả bình luận của người hâm mộ cặp đôi Thành Nghị Viên Băng Nghiên trong Lully mỹ nhân sắt. Cụ thể, một tài khoản đã bình luận dưới bài đăng của Triệu Anh Tử trên Douyin: Thành Nghị chỉ yêu mình Viên Băng Nghiên. Thấy vậy, Triệu Anh Tử trực tiếp đáp trả: biết rồi. Lúc này, một bộ phận cư dân mạng lên án người hâm mộ của cặp đôi Nghị Nghiên. Tuy nhiên, không ít khán giả tối Triệu Anh Tử cố tình gây chú ý. Trước đó, minh tinh họ Triệu bị phát hiện nhấn thích bài đăng bôi xấu Viên Băng Nghiên. Một ngày sau, Triệu Anh Tử bị tung ảnh vào khách sạn với một người đàn ông có vóc dáng giống Hồ Nhất Thiên. Cặp sao bị nghi phim giả tình thật sau khi hợp tác trong Tuyệt Đại Song Kiêu. Trước thông tin này, phía nam diễn viên Hồ Nhất Thiên không đưa ra phản hồi. Sau đó, Triệu Anh Tử chủ động lên tiếng đính chính. Đây là buổi tụ tập bạn bè bình thường, ngầm thừa nhận người đàn ông là Hồ Nhất Thiên. Động thái của nữ diễn viên Trường An Nặc khiến khán giả nghi ngờ cô sử dụng chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Che kín mặt thế kia, Triệu Anh Tử không nói, chẳng ai dám khẳng định đó là Hồ Nhất Thiên, cư dân mạng bình luận. Loạt ồn ào trong quá khứ của nữ diễn viên bị đào lại để chứng minh cô ngựa quen đường cũ. Triệu Anh Tử tên thật là Triệu Dĩnh Nhi, sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Năm 2005, cô lọt top 8 cuộc thi tuyển chọn đại sứ hình ảnh do thành phố Sơn Đông tổ chức. Tới 2007, Triệu Anh Tử được chú ý khi xuất hiện trong MV Phượng Cầu Hoàng của Ngô Khắc Quần. Sau đó, người đẹp họ Triệu bắt đầu sự nghiệp hoạt động nghệ thuật qua nhiều cuộc thi ca hát và sắc đẹp. Nữ diễn viên trực thuộc Hoan Thụy Thế Kỷ chính thức lấn sân vào showbiz từ khi còn là sinh viên năm 2. Năm 2011, cô đảm nhận vai diễn đầu tay Tạ Minh Minh trong Khiến Cho Cà Phê Có Chút Ngọt Ngào. Từ 2012 tới 2018, Triệu Anh Tử nhận trên dưới 30 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Có thể kể đến những tác phẩm như Bởi Vì Tình Yêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện. Tuy chủ yếu là vai phụ, tài nguyên đóng phim dồi dào ở tuổi đời còn rất trẻ dấy lên tin cô có người chống lưng. Báo chí đưa tin, người đứng sau hào quang của Triệu Anh Tử là nhân vật tầm cỡ của Đài Hồ Nam.
Thời điểm đó, cô thậm chí được mệnh danh là con cưng của Hồ Nam vì được nhà Đài Lăng Xê nhiệt tình. Không chỉ đem về tài nguyên phim ảnh, vị kim chủ còn xóa sạch mọi vết tích thời đi học của nữ diễn viên. Thời gian trước từng có tài khoản nhận là bạn cấp 3 của Triệu Anh Tử chỉ trích cô kiêu căng chơi bời. Tháng 12/2017, Triệu Anh Tử bất ngờ ngất xỉu khi xuất hiện trên thảm đỏ tại sự kiện truyền hình trực tiếp. Sự việc khiến công chúng bàn tán sôi nổi, quá giả tạo, nhìn là biết diễn, cư dân mạng bình luận. Lúc này, nhiều người cho rằng nữ diễn viên sử dụng chiêu trò để cứu vớt tên tuổi do chấm dứt quan hệ với người chống lưng. Showbiz không dung túng cho người thiếu tài năng. Sóng sau show sóng trước là quy luật vốn có của giới giải trí. Nếu muốn đi lên bằng chiêu trò, Triệu Anh Tử sẽ sớm bị đào thải, Soho bình luận. Chúng mình là phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!